Mặc dù chính phủ đã quy định danh mục các mặt hàng thiết yếu, tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, mỗi địa phương có cách hiểu và áp dụng khác nhau. Do đó, ngày 27 tháng 7 năm 2021, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất Chính phủ ban hành danh mục hàng hóa cấm lưu thông thay vì liệt kê danh mục hàng hóa thiết yếu được phép lưu thông. Theo công văn số 4482 do Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải ký chiều ngày 27 tháng 7 năm 2021, nêu rõ, thời gian vừa qua, khi một số tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, đã xuất hiện tình trạng một số địa phương còn lúng túng và thực hiện thiếu thống nhất trong việc cho phép lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị. Để tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Bộ Giao thông Vận tải đã liên tiếp có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương về các vấn đề có liên quan đến lưu thông hàng hóa thiết yếu, góp phần thực hiện thống nhất các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đối với các phương tiện hàng hóa thiết yếu khi lưu thông qua địa bàn tỉnh, thành phố, đồng thời yêu cầu các địa phương không được đặt ra các điều kiện cản trở việc lưu thông hàng hóa thiết yếu. Nếu đề xuất này được thông qua, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp chỉ cần tham chiếu theo danh mục hàng hóa cấm lưu thông, các hàng hóa, dịch vụ còn lại không nằm trong danh sách này sẽ được cấp thẻ xanh để lưu thông trên địa bàn địa phương hoặc từ địa phương này sang địa phương khác.